Cũng trong sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng cũng tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Đảng ủy khối các cơ quan thành phố. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thanh Quang. Theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Phạm Tấn Sử, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, được phân công điều động đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân thành phố để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, thôi giữ chức vụ Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, phân công điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy khối các cơ quan thành phố. Chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng các đồng chí được giao nhiệm vụ mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới. Từng đồng chí tiếp tục phát huy hết năng lực, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.